mình sẽ áp dụng mà lý do mà mình, ví dụ như ở đây là con scrub này, con scrub này là tại sao mình lại call cho mọi người, tức là mình đã vận dụng 5 cái yếu tố này để mình tìm ra con scrub như nào. Đây thì cái lúc đầu mà mình tìm ra con scrub này ấy là market cap của nó là loanh quanh khoảng 10 đến 15 triệu, tức là lúc đấy cũng đã có một số KOL lớn call rồi loanh quanh ở cái vùng này này. Đây lần đầu mà mình biết đến nó là nó loanh quanh ở cái vùng market cap này, loanh quanh khoảng 10 mấy triệu ấy. Thì con scrub này nó có thỏa mãn những cái tiêu chí mà mình đề ra không? Đây ví dụ như con shop này mà cái cáp bé từ vài triệu đến vài chục triệu là thoải mái này, KOL nào đứng sau à, thì con shop này là câu chuyện của nó là gì? Elon Musk có sở hữu một con nhím đặt tên là Shrub. Đây Elon Musk có nuôi một con nhím nó tên là Shrub, thì mọi người sẽ đồn nhau là con Shrub này nó tương tự như cái đợt mà con Flocky ấy. Đó, cái câu chuyện của con Shrub này giống với câu chuyện của con Flocky, tức là Elon Musk ngày xưa là có nuôi một con Shiba đặt tên là Flocky. Thành ra là lúc đấy là MM hay là dự án nó mới tạo ra một cái dự án tên là Flocky. Đó, thì con Shrub này nó tương tự với con Flocky ở điểm đấy là Elon Musk cũng nuôi một con nhím. Đó, thì cái câu chuyện đẩy giá của con Shrub này là giống với con Flocky, hay nói cách khác là Elon Musk là người đứng sau, hay là ít nhất là có liên quan gì đến với con Shrub ấy. Tiếp theo là gì? Là ngoài cái câu chuyện mà được Elon Musk nuôi đó, nó còn có cái gì nữa không? Thì sau một thời gian tìm hiểu ấy, mình thấy được là cái con nhím này ấy, nó thường là biểu tượng của bên Tesla. Đấy, ví dụ như là một cái video cách đây 2 năm của bên Tesla này, là lúc đấy là cái biểu tượng con nhím này nó đã được sử dụng rồi. Đó, nên là mọi người sẽ đồn nhau là con nhím này là ngoài cái việc là được là vật nuôi của Elon Musk, nó còn hay được coi là biểu tượng của Tesla nữa, hay là bất kể mọi người khi mà mua một cái xe Tesla nào đều cũng có hình ảnh cái con này hiện lên. Nói tóm lại một điều là gì? Cái con nhím này hay là token Shrub này ấy, nó được gắn liền với Elon Musk khá là nhiều. Cái thứ hai nữa là nó là linh vật của Tesla này. Cái thứ ba nữa là gì? Nó được Tesla sử dụng rất là nhiều trong khoảng thời gian từ trước đến giờ. Thì đấy mới chính là cái câu chuyện vì sao là mình chọn con Shrub này. Bởi vì mình thấy nó đáp ứng đầy đủ tất cả những cái yếu tố này mà mình đề ra. Market cap thì bé, cộng đồng thì đông, KOL thì đứng sau là Elon Musk rồi Tesla. Đấy, câu chuyện đẩy giá rất là thú vị. Nên là lý do đấy là mình call anh em con Shrub. Mọi người thấy không? Nó cũng khá đơn giản mà, đúng không? Nó cũng không có gì phức tạp lắm. Này mọi người thấy không? Đây là mỗi khi mà đặt một chiếc Tesla thành công này, mọi người thấy không? Đây là một cái tweet của một anh nào đó ở nước ngoài đăng cách đây 12 giờ trước. Anh ấy đang đặt một chiếc Tesla, mọi người thấy không? Đó, sau khi mà đặt thanh toán thành công này, đó là sẽ hiện hình ảnh con nhím này hiện lên này. Con Shrub này nó thỏa mãn đầy đủ tất cả những yếu tố mà mình list ở đây. Nên là mình call anh em.